Ngày xưa đồng bào dân tộc Dao có sống được tồn tại được đến ngày nay, sống vô canh vô cư ở cái núi rừng như thế này và tồn tại cho đến ngày nay. Nhưng mà xung quanh đây là một số những tranh ảnh biểu hiện sự sống được đời thường của đồng bào dân tộc Dao chúng tôi. Đây là chỉnh sửa quần áo cho các cháu để chuẩn bị đi vào các bước lễ hội và đi một số tranh ảnh giới thiệu về các ngày lễ xuất sắc hoặc là các ngày lễ Tết nhảy của đồng bào dân tộc Dao. Thế và ngoài ra là còn một số những cái đồ dùng vận dụng hàng ngày của đồng bào dân tộc Dao xưa kia và bây giờ còn lưu giữ lại để mà truyền lại cho lớp trẻ ngày sau để biết được là ngày xưa đời ông bà.